Thưa quý vị, cô bác, anh chị, ngày mai chúng ta sẽ có một chương trình phóng sanh đi te. Thì em sẽ quay phim cho mọi người coi cảnh em giải cứu cá mà nó bị chích điện dưới sông á. A Di Đà Phật. Lạy Chúa Giêsu, lạy mẹ, đồng chính Maria, con là người đa tôn giáo. Dạ. Em bây giờ em sẽ làm những cái hành động bảo vệ môi trường. Đầu tiên là em thấy cái em mới coi ở bên tổ chức của em là dieorganterrace.org. Người ta nói với em á, trong cái mùa dịch Covid-19 này á, nhiều người vứt cái rác khẩu trang ra môi trường, làm ô nhiễm môi trường khẩu trang á. Nên bữa nay em tự ý thức em xài khẩu trang vải, và để cho tăng cái khả năng mà diệt khuẩn virus corona, em sử dụng bạch đàn hương kháng khuẩn của lương y Nguyễn Công Đức, là đông y công đức chấm cơm, một chai này như là 60.000 đó. Em sẽ xịt vào trong khẩu trang. Dạ. Đó. Tại bởi vì cái này nó có mùi bạch đàn. Thơm lắm. Mùi. Mùi chết. Em xin lỗi. Em xịt vô trong này em muốn xỉu luôn. Em khùng quá. Đây là em xịt bên ngoài. Em diệt khuẩn kiểu này là nó, em diệt luôn em luôn á. Và cái này là mùi bạc hà, rất là thơm. Bạch đàn, không, mùi bạch đàn, kháng khuẩn và khử trùng. Và em làm cho khẩu trang thơm tho với em. Hôm nay em từ bỏ khẩu trang vải. Từ bỏ cái khẩu trang giấy. Cái khẩu trang mà bên tổ chức người ta nói làm ô nhiễm môi trường á, vứt rác á. Cái khẩu trang cái giờ lại đó thì em không dùng. Trời sắp mưa rồi. Em đang tính xuống sông bơi với mấy con cháu nhưng mà trời mưa. Dữ liệu file thì nó nghẹt cứng rồi, không đi bơi được. Bây giờ em đi giúp người cái. Em hứa với quỷ thần không giúp người nữa, chỉ giúp thiên nhiên động vật thôi. Dạ, em tính đi giúp người nhưng mà giờ mưa luôn. Dạ, quỷ thần không cho em giúp người. Em mà giúp người là em bị xấu. Rồi, hình như bữa nay em xấu rồi. Hình như em có muốn có một nếp nhăn ngay đây nè thưa anh chị. Dạ. Dạ, không bao giờ nhăn mặt nữa, luôn luôn vui vẻ cười. Hey mọi người, vui quá là vui. Dạ, tại có một nhà đang gặp tình cảnh khó khăn á, mà người ta mượn tiền online á. Dạ. Người ta mượn tiền online á anh chị, là ở trên Facebook, là nói là cho mượn tiền 50 triệu đồng. 50 triệu nha. Nhưng mà khi á, tiền chuyển vô trong tài khoản, trong vòng 1 phút sau, người ta rút lại 50 triệu liền luôn. Coi như là vừa mất 50 triệu mà vừa phải trả nợ ngân hàng hàng tháng 2 triệu mấy mà trong vòng 3 năm á. Đây là một hình thức lừa đảo trắng trợn, một hình thức tội lỗi. Và khi em nói ra em không dám sân si. Em nếu mà em tức giận thì em sẽ hiện lên cái nếp nhăn ở đây, nên em rất là sợ. Nên em sẽ cười hê. Ngu thì chịu. À quên, xin lỗi. Dạ. Chuyện gì nó cũng có nhân quả quả báo. Thì hôm nay em lỡ hứa rồi, em sẽ qua nhà người ta, đăng ký cho người ta, hướng dẫn người ta mượn tiền online của ngân hàng, nhưng mà làm là thành công chứ không phải lừa đảo. Làm cho người ta mượn tiền xong rồi cướp tiền của người ta. Tình trạng này đang có cả ngàn người đang bị và đang đăng trên radio á. Mùa dịch Covid người ta khó khăn lắm mà còn lừa gạt người ta nữa.
thật sự quý vị chính là những vị Bồ Tát thể hiện cảnh giới ác để Tiêu-un làm Bồ Tát thiện để đi giúp người. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tiêu-un chỉ chuyên giúp thiên nhiên và động vật, không muốn giúp người. Nhưng Tiêu-un lại am hiểu về công nghệ thông tin nên không ai lừa gạt Tiêu-un trên mạng được, nên Tiêu-un đi giúp cho người ta mượn tiền, còn không liên quan gì tới em nha, đừng đổ thừa em nha. Đó, em cũng sợ cho người ta mượn tiền rồi mai mốt người ta trả nợ không hết cái người ta đổ thừa em á anh chị. Nhưng mà thông tin địa chỉ, họ tên rồi chứng minh nhân dân rồi em làm của người ta hết. Em cũng từng mượn tiền mấy cái online á, để em test cái ứng dụng á, rồi để em làm website cho mấy người ta mượn tiền nữa. Nên em làm về công nghệ em rất là rành. Rồi em cũng đã từng mượn tiền online thử để đi giải cứu động vật á, trong cái thời gian mà em nuôi rái cá này kia, bảo vệ nó thì em mượn 20 mấy triệu á. Dạ, mà cũng là cách để em hiểu về cái nguyên tắc của nó để làm ra cái website mượn tiền cho một số đơn vị. Nhưng mà sau này em thấy này nó tội lỗi quá, cho vay nặng là lãi hay là gì cũng là liên quan đến cho vay mượn tiền là những cái điều mà không có nên, nên em bỏ luôn làm website luôn. Chứ em là chuyên gia làm website phần mềm ở Việt Nam mình từ năm 2008 đến nay. Bây giờ em mà nói chuyện mà câu có mặt mày là nó sẽ có một nếp nhăn ở đây, nên em không dám câu có mặt mày với ai. Em chỉ có thể cười thôi. Cười hello mọi người. Một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ. Nếu mà nhăn mặt thì sẽ bị già đi trông thấy. Cười thì đã tốn 5 triệu đồng một lần chăng săn sóc sắc đẹp. Tình hình mưa về không cho em đi giúp người hả ta? Thiệt luôn á. Em có một lời nguyện rồi, không có giúp người, chỉ giúp thiên nhiên động vật thôi. Nhưng mà cái này đâu phải giúp đâu. Em qua em làm cho người ta mượn tiền thì người ta tự chịu chứ đâu phải em. Nhưng mà làm như ý trời. Nếu mà em làm được cho người này chắc cả sớm liên hệ em luôn quá. Rồi lúc đó em tạo nghiệp đúng không à? Trên có quan Thế Âm Bồ Tát làm chứng, Địa Tạng Vương Bồ Tát làm chứng. Tiêu-un, tiên cá thời đại 4.0 này không bao giờ giúp người. Nhưng mà gì giúp được gì thì giúp, nhưng mà không liên quan đến Tiêu-un. Như là giúp phóng sanh nè, công đức đó thuộc về quý vị nè. À, giúp đỡ tiền bạc nè, thì dùng công nghệ đó để mượn tiền cho dùm quý vị để không bị lừa đảo trên mạng nè. À, giúp làm phần mềm website để tạo ra các thương trang thương mại điện tử để giúp quý anh chị có cơ hội làm ăn nè. Giúp cho trẻ em học bơi tiên cá để thành tiên cá nè. Bán đồ bơi tiên cá nè, nhà em sản xuất đồ bơi tiên cá nè. Giúp mấy cái nhẹ nhẹ vậy thôi. Giúp cho cái phương tiện thôi chứ không phải giúp tạo nghiệp à. Em có gì sai đâu, giờ em bỏ về bơi tiên cá rồi. Em chỉ giúp là bán đồ bơi tiên cá thôi. Em đâu có làm sai nữa đâu à. Hết mưa đi. Mưa tình hình này không hết nổi đâu. Mà quỷ thần cũng ác thiệt. Không cho em giúp dạy bơi tiên cá cho người ta, sao người ta tiến hóa sức khỏe được như em. Rồi mưa gió bão bùng sắp tới, bão lũ này kia, đại hồng thủy này kia, sao con người thoát khỏi được đây. Tốt nhất là anh chị cô bác hãy phóng sanh thật nhiều, phóng sanh đúng cách, phóng sanh như cách mà em đang làm trên kênh YouTube Tiêu-un. Đó chính là cách chân thật, cách yêu thương bảo vệ động vật thật sự, không phải là phóng sanh công nghiệp hóa nha. Ai mà đi vô con đường phóng sanh công nghiệp thì sẽ không bao giờ có được phúc đa báo như mình mong muốn đâu, rất là ít. Nếu mà làm 10 thì chỉ được 1 thôi ạ. Chính xác.